Được kẹp xanh cho cháu. Quay chưa? Để chấm tiếp. Xem đâu? Ông thương con. Đóng xong đâu? Ông thương con. Ông thương con. Con tắm đi, có phá nữa. Ông thương con. Ông thương con kìa. Nói chân đen thổi lùi chi? Chân đen thổi lùi đây này chứ còn sao nữa. Ông thương con. Ồn à. Ông xin lỗi chưa? Không xin lỗi đâu. Con có cho ông xin lỗi con không? Không. Sao vậy? Nhưng mà chân con có dơ không? Chân con dơ mà. Đúng không? Chân lùi đây này. Chê làm sao? Mai mốt về mét mẹ Thùy như thế nào? Vợ bữa con gặp mẹ anh mét sao? Mai mốt đi xe ô tô vậy. Đợi đi xe ô tô vậy. Mét mẹ xì nè. Mét làm sao? Ông cho đi đâu? Tự cho ông đi á hả? Tự nó đi một mình, nó không cho ông đi. Đến gần á. Mai mốt con tự đi một mình á hả? Con cho ông đi hè. Cho ông lờ. Đưa cho ông lờ, ông ấy đưa đi luôn. Hèn. Mẹ đi với con rồi. Ai chó? Đi với con rồi xong. Ai chó? Bà ngoại đi với con rồi. Nhưng mà Diễu phải đi học mà. Rồi nhưng mà á, Diễu đi với con rồi. Ai chó? Ai chó? Rồi xong rồi á, cho ông ở nhà một mình luôn nè. Ai chửi? Không chơi với con kìa. Giờ sao? Xin lỗi ông đi. Không. Ai biểu? Biểu cái gì mà biểu? Xin lỗi ông đi. Không. Không chơi. Em biểu ông sao thì cái chân đen thùi nùi thì ông nói là chân đen thùi nùi đó. Để cho con. À, chân này chân trắng nhỉ? Trắng nhỉ? Trắng nó nè. Ủa cái này là ai mua đây được? Cái này gì ốc mua? Dạ mẹ mua đó. Gì ốc? Cái này cũng gì ốc mua hả? Mẹ mua. À mẹ mua đó. À cô giáo Thùy á hả? Hả? Mẹ Thùy mua. Đồng tiền đâu? Bên đây có không? Đâu còn làm đồng tiền xem nào. Nhìn đồng tiền của ông này. Đẹp quá. Nên vậy đâu có đẹp. Đồng tiền đâu? Đẹp mà. Ông làm đồng tiền đẹp chứ kìa. Không chưa? Ông bỏ ra. Đó. Đồng tiền kia. Đâu? Đó đồng tiền đó. Ai nha. Mày mà chơi mét mẹ. Mét làm sao? Chơi. Người nhà luôn. Ra đây.